Hello, Atta xin chào cả mọi người nha. Đàn thật sự đã phát hiện ra một con kỳ nhông. Đâu? Đây. Đây mọi người. Thấy tiến hành vây bắt nó rồi, ở giữa màn hình này. Đây nha mọi người. Đây, anh đã bắt được nó rồi. Đây, một chú kỳ nhông rất là đẹp nha mọi người. Đây, đuôi rất là dài. Đây, thử được cắn của nó cho mọi người xem nha. Đây, đó, cắn phát đứt hoa luôn. Rất là đẹp. Đây, kỳ nhông vẹn nha mọi người. Đây, rất là đang là hai con. Hai con đang dí nhau hay sao? Đây, gặp Anthasi nha mọi người. Anh Hansi thả đi thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào và gặp lại. Bye bye. Anh thả thả lên cây nha mọi người. Nó lên cây nha mọi người. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.